Bắt đầu đi học xa nhà cũng là bắt đầu hành trình tự lập. Tất cả đều phải sắm sửa mới nguyên, từ đồ dùng cá nhân, nồi niêu cho đến mắm muối. Tuấn Anh cũng phải tập tành đi chợ và vào bếp. Lúc đầu thì em có cảm giác làm mọi thứ khá mệt mỏi, tại vì ở nhà là được bà lo cho ạ. Nhưng mà dần thì em nhận ra là mình phải tự biết, ai rồi cũng phải lớn nên là tự mình thích nghi, nên là em cũng dần dần tự lập. Em không biết thì em có thể tra mạng các làm món ăn như bà em làm ở nhà ấy ạ. Băng rôn treo khắp nơi trong sân trường, chào đón tân sinh viên. Hàng nghìn em đã chuẩn bị hồ sơ cần có để hoàn thành nốt các thủ tục nhập học. Nhiều gia đình ở các tỉnh xa hôm nay đã đi thẳng từ bến xe về trường. Ai cũng háo hức chờ đón một chặng đường mới của cuộc đời. Em háo hức là hôm qua là em ở trường đi thăm tất cả các ngành, các khoa và đi từng nơi một. Nãy vừa qua cái ký túc xá rồi tôi qua đây ạ. Thời gian nhập học của trường thông vận tải là từ mùng 6 đến ngày mùng 9 tháng 9 trong vòng 4 ngày. Bình quân một ngày khoảng hơn 1.000 em. Chúng tôi đã ứng dụng cái công nghệ thông tin trong cái việc nhập học. Cái thời gian nó đã rút ngắn và các em cũng rất thuận tiện trong cái việc đi lại cũng như là cái thủ tục. Nơi mà nhiều tân sinh viên các tỉnh quan tâm nhất giai đoạn này. Thật may mắn khi đăng ký thành công một chỗ ở trong ký túc xá của trường. Mẹ con nhà chị bé đã trải qua một chặng đường dài gần 600 cây số từ huyện miền núi Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An ra tới Hà Nội vào rạng sáng nay. Con gái đã chính thức nhập cuộc, bắt đầu cuộc sống xa bố mẹ. Em là tân sinh viên nên là năm đầu tiên em cùng con bờ ngờ nhiều và em chọn ở ký túc xá để có thời gian làm quen với mọi thứ. Khi xa gia đình thì thực ra mà nói thì bố mẹ rất là lo lắng. Ở đây thì ngoài cái việc học tập rồi cháu với làm quen rất là nhiều thứ và mọi thứ đều rất là mới lạ. Hơn 4.000 tân sinh viên được chia đều nhập học trong 5 ngày. Việc phân bổ giải rác từng ngày để tránh quá tải ở khâu hoàn thành thủ tục. Trường này cũng dành ra nhiều chỗ ở trong khu ký túc xá cho sinh viên khóa mới. Dự kiến nhà trường có khoảng 1.000 chỗ ở dành cho sinh viên cho khóa mới năm học này. Năm nay thì nhà trường ưu tiên cho các em thí sinh mà thuộc các cái đối tượng là thuộc chế độ chính sách. Thì nếu còn chỗ trong ký túc xá thì nhà trường tiếp tục bố trí cho các bạn sinh viên ở các nhóm đối tượng khác. Con đường đại học nhiều thử thách phải vượt qua, bắt đầu từ việc tìm nhà trọ ở thủ đô. Nhờ sự hỗ trợ của người quen, Tuấn Anh đã tìm được căn phòng nhỏ này cách đây vài hôm với giá thuê 2,3 triệu đồng một tháng. Em đang tìm thêm bạn ở ghép. Công đoạn cuối cùng để trở thành tân sinh viên. Tấm ảnh thẻ sẽ gắn bó với bạn trẻ này trong hành trình 4 năm tới ngồi trên giảng đường đại học.